Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về du học New Zealand trường Pacific International Hotel Management. Pacific International Hotel Management School được thành lập vào đầu những năm 1990, đã đào tạo được hàng trăm sinh viên cung cấp nguồn nhân lực cho quản lý khách sạn và du lịch. Chương trình học tại trường mang tính thực tiễn với 11 tuần học và 11 tuần thực tập tại trường, được xây dựng như một khách sạn 5 sao ở là nơi ở và học tập cho sinh viên. Với thành tích là trường có số học sinh viên quốc tế đến học đa dạng nhất và đông nhất New Zealand, với hơn 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường được mời làm việc trong các khách sạn hàng đầu. PIHMS đã được vinh dự là nhận giải thưởng Export Award của Bộ Ngoại giao New Zealand. Các khóa học là Swiss Diploma in Hotel Management. Khóa học này hợp tác với Viện Quản trị Du lịch Khách sạn Thụy Sĩ, New Zealand Diploma in Hotel Management, cao đẳng quản trị khách sạn ở New Zealand. Advanced Diploma in Hotel Management, cao đẳng quản trị du lịch khách sạn nâng cao. Bachelor of Applied Hospital in Tourism Management, cử nhân quản trị du lịch và khách sạn. Postgraduate Diploma in Hotel Management, cao học quản trị khách sạn. Điều kiện là sinh viên phải có điểm IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550. Nếu chưa đạt được điểm này, bạn có thể tham dự một khóa học tiếng Anh kết hợp với khóa học dự bị tại trường. Học phí là 13.430 đô la New Zealand một năm. Học phí chương trình Diploma là 13.600 đô la New Zealand một năm. Các khoản phí khác là gồm có phí bảo hiểm, phí hành chánh, phí đặt cọc cho khóa học và tiền sách. Cuối cùng, nếu như các bạn có thắc mắc thêm về trường New Zealand, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi cho số điện thoại là 0838879, hoặc liên hệ trực tiếp website tân đại dương.edu.vn hoặc tdvn.com.